Dạ, tôi chào mọi người, em tên là Thùy An. Sau đây em sẽ trình bày món của mình là đồ bốn phần. Phần mở đầu là tiệc mừng thọ, thứ hai là gala dinner, phần thứ ba là chúc thăm may mắn và phần cuối cùng là bản tin thời tiết. Em xin được phép trình bày phần đầu tiên của mình là tiệc mừng thọ. Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị đang có mặt tại buổi tiệc mừng thọ của ông Trần Văn Tường. Lời nói đầu tiên cho phép Thùy An thay mặt của gia đình ông Tường gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trung tâm hội nghị tiệc cưới Đông Phương rất vui và rất vinh dự được là nơi tổ chức buổi tiệc mừng thọ cho ông Trần Văn Tường. Sự hiện diện của tất cả quý vị là niềm vinh hạnh đối với đại gia đình ông Tường. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ cùng hướng mắt về phía cổng chính của sảnh tiệc, dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón và chúc mừng cho gia đình ông Tường. Cảm ơn em. Mình qua phần thứ hai. Em xin phép được trình bày phần thi tân niên. Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị đang có mặt tại buổi tiệc tân niên của công ty vật liệu xây dựng Trường Thịnh. Lời nói đầu tiên cho phép Thùy An thay mặt ban lãnh đạo công ty gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh hạnh đón tiếp và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị khách quý. Về phía chính quyền địa phương, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Tài, Chủ tịch quận 12. Và kính thưa quý vị, mở đầu cho buổi chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời ông Phan Văn Tám, Phó Giám đốc Công ty Vật liệu Xây dựng Trường Thịnh sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Xin cảm ơn ông rất nhiều. Em xin phép trình bày phần thi trúc thăm trúng thưởng. Chào mừng quý vị đang đến với phần trúc thăm trúng thưởng. Thùy An xin phép giới thiệu cơ cấu giải thưởng như sau. Một duy nhất một chuyến du lịch châu Âu trị giá 200 triệu đồng. Và bây giờ xin mời ông Trần Văn Tám, Phó Giám đốc Công ty Vật liệu Xây dựng Trường Thịnh sẽ tiến lên sân khấu thực hiện phần trúc thăm trúng thưởng. Xin mời ông trộn điều phùng phiếu và trút ra một lá thăm may mắn. Xin kính mời ông đọc thật to họ và tên của chủ nhân lá thăm. Xin chúc mừng chị Trần Thị Lan, xin mời chị tiến lên sân khấu. Và tiếp theo đây xin mời ông Phan Văn Cảm, Giám đốc Công ty Vật liệu Xây dựng sẽ lên sân khấu trao phần thưởng cho chị Lan. Em xin trình bày phần đọc bản tin thời tiết. Các cơ quan chức năng cho biết cơn nóng khủng khiếp đã làm thiệt hại ít nhất 170 người trong nhiều vùng của quốc gia. Các nhân viên cấp cứu cho hay nhiều nạn nhân là những người già cả. Họ nói rằng đa số các nạn nhân sống đơn độc và đã chẳng có ai giúp đỡ họ hoặc nhận ra tình trạng của họ. Nhiệt độ gần 40 độ C đã ảnh hưởng đến khu vực từ miền Trung Tây đến vùng duyên hải Đại Tây Dương. Sức nóng đã làm thiệt hại mùa màng và giết hại súc vật ở nông trại. Nó cũng phá hủy đường xá và đường ray xe lửa. Các chuyên gia về thời tiết cho hay người ta hy vọng nhiệt độ mát mẻ hơn sẽ lan ra nhiều vùng ở Hoa Kỳ vào ngày thứ tư. Phần thêm với em xin được khép lại, chúc cho tất cả mọi người có một buổi chiều thật vui và ấm áp. Có ý kiến thế này, nói chung là bốn phần đều tốt, nhưng mà chỉ có anh chị góp ý một chuyện là khi em nói em nhớ chú ý đừng bị trét nhiều quá. Những câu cuối của em thường bị nhấn thành những điều đều. Em bớt trét lại chút để cho nó không bị chát chúa. Bây giờ thôi, mà muốn bớt trét lại thì em phải điều tiết cái micro. Lúc nào mình nói lớn mình kéo ra, kéo sao về cái tập cái đó. Đó. Chứ còn nếu mà không mấy thì mình cứ chép nhiều quá thì nó bị đanh lại, hiểu không? Đó. Thế là cái thứ hai nữa là em cũng giống các bạn hồi nãy đó. Có nghĩa là âm thanh điều tiết thì tùy theo môi trường, tùy theo khán phòng. Ví dụ cái khán phòng cỡ này thì âm thanh cỡ nào, rồi nguyên cái tiệc cưới lớn âm thanh cỡ nào em phải xác định. Em phải xác định từ cái micro đến cái dàn loa rồi xác định. Mà xác định cái tiếng nói nha, mình góp ý em vậy thôi. Cảm ơn. Lời nói đầu tiên cho phép em xin từ từ giới thiệu, tên của em là Huy Bảo. Chào mừng quý vị đến tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 5 của bé Bảo Anh. Huy Bảo xin được thay mặt gia đình anh Minh Trí, chị Thục Tân và bé Bảo Anh gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa quý vị,
vị, nhà hàng Làng Nướng Nam Bộ ngày hôm nay rất vui và rất vinh dự được là nơi tổ chức tiệc thôi nôi cho bé Bảo Anh. Sự hiện diện đông đủ và đầy yêu thương của tất cả quý vị là niềm vui, là món quà vô cùng ý nghĩa dành cho gia đình anh Minh Trí, bé Bảo Anh và chị Thục Ân. Và bây giờ xin mời quý vị cùng nhau hướng mắt về cổng chính và dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt chào đón những nhân vật hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay: gia đình anh Minh Trí, bé Bảo Anh và chị Thục Ân. Trong buổi tiệc sinh nhật ấm áp ngày hôm nay, đại diện gia đình là anh Minh Trí, là cha của bé Bảo Anh, sẽ có đôi lời chia sẻ với quý vị quan khách. Em xin khép lại phần thi thứ nhất của mình và bây giờ là phần thi thứ hai lễ động thổ. Chào mừng quý vị đến tham dự lễ động thổ nhà máy VinFast của tập đoàn VinGroup. Vi Bảo xin được thay mặt tập đoàn VinGroup gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa quý vị, đến tham dự lễ động thổ ngày hôm nay, Vi Bảo xin được hân hạnh đón tiếp và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị khách quý. Về phía tập đoàn VinGroup, xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Nhật Vượng, tổng giám đốc tập đoàn VinGroup. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần phát biểu ngày hôm nay, Vi Bảo xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Nhật Vượng sẽ tiến lên sân khấu đến với bài phát biểu khai mạc. Xin mời ông. Vi Bảo xin được khép lại phần thi thứ hai của mình và bây giờ là phần thi thứ ba, phần thi bán hàng. Chào mừng quý vị đã tham dự chương trình khuyến mãi đặc biệt của 102 ngày hôm nay của công ty nước hoa Shiseido, một công ty nước hoa chất lượng, an toàn, uy tín nhất Canada. Vi Bảo xin được thay mặt giám đốc công ty gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa quý vị, trên thị trường nước hoa, Việt Nam hiện nay, giá nước một bộ sản phẩm nước hoa Shiseido có giá là 1 triệu đồng. Vâng, trong buổi chương trình khuyến mãi đặc biệt ngày hôm nay, với 1 triệu đồng quý vị có thể mua được một chai nước hoa Shiseido. Kèm theo, công ty Shiseido sẽ tặng cho thêm cho quý vị một bộ body lotion dưỡng da rất đẹp và tuyệt vời, kèm theo một phiếu bốc thăm trúng thưởng. Vậy khi quý vị sở hữu hai sản phẩm nước hoa Shiseido, quý vị sẽ có được gì ạ? Vâng, công ty Shiseido sẽ tặng kèm cho quý vị hai bộ body lotion kèm theo hai phiếu bốc thăm trúng thưởng. Wow, quý vị ơi, định luật mà, quy luật mà, ai có nhiều phiếu bốc thăm trúng thưởng ngày hôm nay sẽ có cơ hội trúng lớn, được nhận giải thưởng độc đắc của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, như những lời chia sẻ của Hy Bảo ban đầu, đó là chương trình khuyến mãi đặc biệt có 102 ngày hôm nay, công ty Shiseido, khi quý vị đặt mua 10 sản phẩm nước hoa Shiseido, công ty nước hoa Shiseido không những sẽ tặng thêm cho quý vị 10 bộ body lotion kèm theo 10 phiếu bốc thăm trúng thưởng, thậm chí công ty Shiseido sẽ tài trợ cho quý vị một khóa học MC tại trung tâm Tây Nguyên Phim do MC nổi tiếng nhất hiện nay, MC event nổi tiếng nhất, bán hàng nổi tiếng nhất là Thiên Viết Cương. Vậy quý vị ơi, với 10 sản phẩm, khi quý vị sở hữu 10 sản phẩm nước hoa Shiseido, quý vị sẽ có được gì ạ? 10 bộ body lotion, 10 phiếu thăm trúng thưởng và 2 suất học MC tại trung tâm Tây Nguyên Phim do MC Chiến Cường chỉ dạy. Quý vị ơi, nhanh chứng với nhà chúng ta chỉ có 2 giờ đồng hồ, từ 14 giờ tới 16 giờ. Nhanh chứng với nhà quý vị ơi. Và bây giờ em xin phép được trình bày phần thi thứ tư của mình, đó là phần thi đọc tin bóng đá. Brazil và Ý sẽ thi đấu với nhau trên chức vô địch thế giới vào ngày chủ nhật tại thành phố Pasadena, bang California. Hôm qua trong trận bán kết, Brazil đã hạ Thụy Điển với tỷ số 1-0. Ý đã thắng Bulgaria với tỷ số 2-1. Ý và Brazil mỗi đội đã vô địch thế giới 3 lần và chưa có bên nào đạt chức vô địch 4 lần. Và em xin phép lại công ty MC của mình ngày hôm nay. Em xin được chúc thầy, quý vị ban giám khảo và mọi người trong khán trường ngày hôm nay một cuối tuần vui vẻ và một buổi tối thứ bảy thật ấm áp sau phần thi của chúng ta. Rất hân hạnh được làm quen với các bạn, các thầy và các quý vị ban giám khảo ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn. Anh không cần đi chơi nữa, anh đi làm luôn. Cảm ơn Huy Bảo. Thì chiếc cũng cảm ơn thầy Bảo là đã hoàn thành và làm cho mọi người trong khách phòng hôm nay cảm thấy là rất hưng phấn. Thì
về cái sự tự tin đó thì tất cả mọi người đây cũng nhận thấy được cái sự tự tin của Huy Bảo rất là tự tin, và cũng khác biệt so với những người trước là không cầm cái táp lên trên sân khấu. Về cái sự nhạy và sự xử lý tình huống trong cái tiết của mình đó thì cái nó tốt, rất là tốt, và kêu bằng hút được khán giả, hút được khán giả để họ tương tác với mình, thì đó là những điểm thành công của Huy Bảo. Nhưng mình cần, đó là đối với những cái vấn đề là mình cần sự sôi nổi, nhưng mà sẽ những cái lúc mà mình cũng chạm mất thì mình không khống chế được tốc độ nói của mình, thì tốc độ nói mình làm cho người ta cảm thấy bị dội đi, không có cuốn hút được theo, thì mình nên lựa chọn cái hoàn cảnh của mình để mình nói. Và cảm ơn Huy Bảo. Là ý của anh Trí một chút, có nghĩa là những cái đoạn cao trào thì Bảo làm rất là tốt, nhưng mà những cái chương trình nó cần sự sâu lắng, nó cần sự nhẹ nhàng, thì Bảo tiết chế một chút thì nó sẽ điều tiết được khán giả và người ta dễ chấp nhận em hơn. Và mà những lúc, tại vì trong một cái đoạn, như một cái chương trình ví dụ như bán hàng cũng vậy, hay là game show cũng vậy, không phải lúc nào là mình cũng cao trào hết 100%. Bữa trước thầy cũng dạy các bạn là sẽ có những lúc rất là cao trào, khi mà mình tuyên bố cái giải, hay là mình công bố cái thể lệ, hay là những cái gì mà mình cho mà tặng thì các bạn nhấn mạnh. Còn những cái gì mà về giá cả, về chi phí, cái thứ mà các bạn cảm thấy nó hơi nhạy cảm thì chúng ta điều tiết một chút, thì cái bài nó sẽ tiến bộ hơn. Và khi mà mình đứng trước rất nhiều khách hàng, mình muốn bán hàng tốt, hay là các bạn thay thế vị trí một cái người marketing công ty, tại vì MC chúng ta cũng thể làm công việc đó, thì các bạn tiết chế lại thì nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn. Còn cơ bản thì Bảo làm rất là tốt, và Bảo cũng hiểu được màu sắc của các phần thi mà em cũng làm ra được. Hy vọng rằng là em sẽ cảm được cái mà thầy chia sẻ và em rút được kinh nghiệm cho mình qua cái phần thi này. Và cảm ơn. Rồi, cùng mời bạn.